chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải tình tiết nào để kháng nghị tái thẩm vụ án. Đã 36 ngày trôi qua kể từ khi bản án giám đốc thẩm của 17 trên 7 vị thẩm phán tối cao được tuyên bố, các nhà báo, luật sư và kể cả những chuyên gia pháp lý trong hệ thống nhà nước cũng tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm chứng minh cho 17 vị thẩm phán tối cao cho thấy rằng bản chất vụ án không những thay đổi mà còn hoàn toàn khác xa với hồ sơ, vụ án và kết luận điều tra. Dư luận đòi hỏi rất cụ thể, một là khởi tố ngay vụ án làm sai lệch hồ sơ và những thủ tục trực tiếp chính giữa các cục điều tra viên, những người liên quan chính là các kiểm soát viên, giữ quyền công tố rồi đến những người ký các quyết định tố tụng quan trọng khác. Đây là hình ảnh bưu điện Cầu Voi nhìn từ bên phải sát con đường bên hông nhà. Xa nữa là kẻ chủ mưu đã nhúng một bàn tay đầy lông lá khắp các khâu điều tra, truy tố, xét xử, cho đến việc tác động và quyết định không kháng nghị vụ án, cụ thể là chính ông Nguyễn Hòa Bình trong vai trò Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, khi đó sau này lại tiếp tục làm chủ tọa phiên tòa với một phán quyết thách thức dư luận. Câu nhận định gọi là án lý cốt yếu trong phán quyết rằng không làm thay đổi bản chất vụ án chắc chắn sẽ đi vào lịch sử tố tụng Việt Nam muôn đời sau. Hy vọng rằng trên bia mộ của các vị thẩm phán tối cao này sẽ được nhân dân ban tặng cho cái câu án lý ngạo nghễ này để nhân dân Việt Nam ghi nhớ. Mạnh dạn hơn thì dư luận đòi hỏi cần phải thay đổi biện pháp ngăn chặn, tức là trả lại tự do cho Hồ Duy Hải, hay ít nhất cũng phải di lý Hồ Duy Hải ra khỏi trại giam gớm ghiếp đầy oan trái ở Long An. Vụ oan tầm cỡ xuyên quốc tế và nhiều cấp như vậy đương nhiên có sự đe dọa đến sự an toàn của Hồ Duy Hải. Và dư luận vẫn đặt câu hỏi là tại sao luật sư có đủ tư cách bảo chữa cho Hồ Duy Hải nhưng luật sư Trần Hồng Phong lại chưa một lần được gặp thân chủ của mình suốt 12 năm qua. Có lẽ chưa đất nước nào lại có thái độ kỳ quặc như trại giam và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An. Luật sư mà khi tiếp cận vụ án lại bị giấu đi các bút lục quan trọng nhất và chưa bao giờ được gặp thân chủ của mình. Quy định khắt khe đến mức kỳ lạ của cơ quan tố tụng Long An cho thấy rằng họ đang sợ hãi, một nỗi sợ hãi rất lớn bởi lẽ không bàn tay nào có thể giơ ra che nổi cả bầu trời. Và bản thân báo chí nhà nước còn thống kê được 7 cái chết bất thường mà dân gian gọi là đột tử của công chức đã liên quan đến vụ án bưu điện Cổ Voi. Đây là hình ảnh bài báo về cái chết đột tử ở tuổi 38 của Phó trưởng Công an khu vực Cổ Voi và 4 cái chết kỳ lạ khác của những người liên quan trực tiếp đến vụ án. Vụ đột tử vừa mới xảy ra vào đêm ngày 10 tháng 6 năm 2020 là của ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Công an xã Nghị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ông Trần Thanh Lâm chết vào lúc 22 giờ sau khi tuần tra về trụ sở công an xã, trong khi trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Sau một tiếng động mạnh tại giường ông Lâm, các đồng nghiệp chạy vào bật đèn thì thấy anh còn thở nhưng rất yếu và liệt đi sau vài phút. Ông Lâm mới 38 tuổi, rất khỏe mạnh, lại chết. Thật quá là kỳ lạ. Cũng nên nhớ rằng, đồn công an này trực tiếp phụ trách khu vực bưu điện Cổ Voi, cách đó không xa và là nơi hiểu rõ nhất về địa bàn, con người và khu vực này. Đặc biệt là với vụ án Hồ Duy Hải thì họ cũng được cơ quan điều tra tham vấn nhiều nhất. Trong vụ án Hồ Duy Hải vào năm 2008, ông Lâm là người phát hiện ra đám tro trong vườn nhà Hồ Duy Hải, dẫn đến cáo buộc Hải đốt chứng cứ phi tang. Sau phát hiện của ông Lâm thì Hồ Duy Hải đã bị bắt khẩn cấp, nhưng sau đó thì kết quả giám định đám tro tàn và ông Lâm phát hiện không hề chứng minh được điều gì kết tội Hồ Duy Hải. Và trước đây đã có 6 cái chết dạng đột tử, khiến cho vụ án vừa mang tính chất tâm linh ma quái, vừa có tính chất bí ẩn theo kiểu những người hiểu rõ nhất các tình tiết bí ẩn của vụ án bị chết để bị đầu mối như kiểu giết người, diệt khẩu. Đây là giả thiết dân gian, tuy nhiên chúng ta cần hiểu rằng sự thật của vụ án này chưa được làm sáng tỏ. 6 người liên quan đến vụ án đã chết. Trước đây bao gồm người đột tử đầu tiên là công an viên xã Nghị Thành Quỳnh Văn Minh. Ông Minh là người đã đốt cái thớt và con dao vật chứng quan trọng của vụ án, bị đột tử vào năm 2009 khi đang trực đêm tại xã Nghị Thành. Cái chết này rất giống với cái chết mới đây của ông Lâm, Phó trưởng Công an xã Nghị Thành. Thứ hai là công an viên Nguyễn Thanh Hải, chết năm 2010 vì tai nạn giao thông ngay trên đường từ tỉnh lộ vào trụ sở Ủy ban Nhân dân và công an xã. Tuy là công an nhưng Thanh Hải có vai trò quan trọng trong vụ án là nhân chứng.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thanh Hải trong vụ án lại rất bí hiểm. Thứ ba là trưởng phòng cảnh sát điều tra Phạm Văn Tiến, phó ban chuyên án đột tử trong trụ sở cơ quan ngay trong cuộc họp vào năm 2012. Thứ tư là luật sư Võ Thành Quyết, người hai mang trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải, vừa nhận tiền thù lao của thân chủ lại nhận cả vai trò luật sư chỉ định. Ông Quyết từng là trưởng phòng điều tra xét hỏi công an tỉnh Long An trước khi về làm trưởng công an huyện Thủ Thừa, là sếp cũ của Phạm Văn Tiến, phó ban chuyên án. Và ông Quyết cũng đã chết. Thứ năm là nhà báo Hoàng Hùng viết bài trên báo Lao Động câu lưu một nghi can vào những ngày đầu xảy ra vụ án. Đối tượng bị câu lưu là Nguyễn Văn Nghị. Sau đó, nhà báo Hoàng Hùng đã bị vợ là bà Trần Thúy Liễu đốt chết tại nhà vào ngày 19 tháng 1 năm 2011. Thứ sáu là kiểm sát viên cao cấp thuộc Viện Kiểm sát tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Ngọc Lẫm. Ông là người giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm xử Hồ Duy Hải. Báo đưa tin rằng ông Lẫm từng nói với bà rưỡi dì của Hải rằng: "Đừng trách tôi đứng ra tuyên án tử hình Hồ Duy Hải, hãy trách người xúi tôi xử." Câu nói thật đáng suy nghiễm. Theo một người bạn cho biết, ông Lẫm còn khuyên gia đình hãy theo ông luật sư Nguyễn Văn Đạt kêu oan đi, ông này giỏi lắm. Ông Lẫm cũng đã bị đột tử vào năm 2013 do tai biến mạch máu não. Người có chuyên môn pháp lý vẫn có thể hiểu rằng án tử tù Hồ Duy Hải vẫn có hiệu lực và căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm chính là những sai sót nghiêm trọng về tố tụng, cụ thể là khâu điều tra. Nay cơ hội thứ nhất đã bị tước đoạt công nhiên bởi 17 vị thẩm phán tối cao và án tử hình lại treo lơ lửng trên đầu Hồ Duy Hải. Đây là hình ảnh sự mâu thuẫn của cơ quan điều tra về đôi dép của hung thủ so với thực nghiệm điều tra với Hồ Duy Hải. Một dấu dép rất rõ nằm trên mặt ghế đè lên xác nạn nhân cũng cho thấy hung thủ đã đi dép. Hồ sơ hiện nay của các luật sư gửi đến cho Quốc hội, Chủ tịch nước và các cấp tố tụng tối cao đều nhắm đến thủ tục tái thẩm vì có thể xem như là khả năng giám đốc thẩm đã bị bỏ lỡ. Vậy thì giữa tái thẩm và giám đốc thẩm có gì khác nhau? Mặc dù có rất nhiều quy định liên quan đến hai chế định xét xử đặc biệt này, nhưng có thể tóm gọn căn cứ cho tái thẩm là ba chữ tình tiết mới. Tức là những sự kiện chưa được phát hiện và xem xét ở các khâu xét xử trước. Trong khi đó, ở thủ tục giám đốc thẩm thì căn cứ cốt yếu là vi phạm thủ tục tố tụng và những vi phạm thủ tục ấy thông thường là khiến cho sự thật bị biến dạng, dù là ít hay nhiều cũng có thể làm cho bản án bị thay đổi một phần nội dung. Về phần pháp lý thì có thể thấy luật được chia ra làm luật hình thức, tức là quy định thủ tục tố tụng, và luật nội dung, tức là quy định các tình tiết cụ thể phát sinh hậu quả pháp lý, tức là hình phạt. Vậy thì giám đốc thẩm quy định về hình thức, tái thẩm quy định về nội dung, đó là điểm khác nhau cơ bản giữa hai chế định tối cao và đặc biệt này. Các tình tiết mới là những sự thật về vụ án và các cấp xét xử trước đó chưa phát hiện và không biết được để nhận định về vụ án. Và các tình tiết này có khả năng làm thay đổi bản chất của vụ án. Và cái mới nhất gần đây chính là những căn cứ chứng minh hung thủ thuận tay trái mà luật sư đã đưa. Các tình tiết về sự biến đã xảy ra trên đầu một của căn nhà bưu điện Cầu Voi. Về các dấu vân tay trên hiện trường, chưa tìm ra đối tượng. Về các dấu dép, dấu giày trên chiếc ghế inox không trùng với cỡ chân của Hồ Duy Hải. Về các tờ báo mà hung thủ đã đánh rơi. Về hình ảnh thực nghiệm hiện trường vô lý đến mức khôi hài. Đặc biệt nhất là hàng loạt bút lục bị rút ra khỏi hồ sơ, trong đó có toàn những bút lục và nhân vật quan trọng cốt yếu những khả năng truy tìm dấu vết hung thủ và chứng minh sự ngoại phạm của bị cáo Hồ Duy Hải. Và một khi vụ án được kết luận điều tra, thì tất cả các tình tiết phải được kết nối với nhau theo một logic thông suốt trong tính chất của một chuỗi nhân quả liên tục, hợp lý và tự nhiên. Một kết luận điều tra đặt ra hàng loạt câu hỏi, nghi vấn thì chắc chắn không thể diễn tả hoàn toàn sự thật và còn có khả năng sự thật đã bị làm biến dạng. Đây là hình ảnh điều tra viên đã tự ý viết thêm số xe trùng với số xe của nhà Hải, trong khi lời khai của anh Thường khẳng định anh không hề nhớ số xe và không nhận được dạng. Tuy nhiên, gốc lời khai lại ghi là loại xe Dream đã cũ nhưng được sửa thêm là dòng trên lẫn dòng dưới thành câu loại xe Dream biển số F50842 đã cũ. Riêng về những sai sót đã làm mất vật chứng, làm biến mất mẫu máu và cáo trạng diễn ra ngược lại lời khai của nhân chứng Đinh Vũ Thường, thì chắc chắn điều tra viên, kiểm sát viên phải bị khởi tố về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. Sự cố tình chậm trễ và giả vờ câm điếc của các cơ quan tố tụng Long An
khi không trả lời đơn của gia đình Hồ Duy Hải yêu cầu khởi tố tội làm sai lệch hồ sơ từ nhiều năm trước, chính là hành vi không hành động phạm tội được quy định tại Điều 369 Bộ Luật Hình sự, tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Và cũng không thể có ai có thể ngây ngô đến mức làm mất hàng loạt chứng cứ quan trọng của vụ án như thế. Đây chỉ có thể là thủ đoạn cố ý che giấu sự thật cho hung thủ và đem tính mạng của người vô tội lấp vào. Chúng ta có thêm hy vọng khi mới đây, kiểm sát viên Lê Ái Dân đã phải ra Hà Nội để trả lời câu hỏi của Viện Kiểm sát Tối cao và những sự thật của vụ án được hé lộ là có sự giúp sức của những người trong cuộc vì những lý do đặc biệt đã không thể lộ danh tính của mình. Phát hiện mới vào hôm nay là của nhà báo Trương Châu Hữu Danh về các dấu dép nhỏ bằng cỡ chân phụ nữ, nhưng đặc biệt hơn là dấu giày ở khu vực xác nạn nhân. Phát hiện mới này mở ra một hướng điều tra mới là hung thủ có thể là hai người, một nam và một nữ. Ý kiến này khá tương đồng với suy đoán của thạc sĩ Võ Văn Tài, hiện là giảng viên trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát Thành phố Hồ Chí Minh về khả năng hung thủ có thêm một phụ nữ giúp sức. Điều này cũng lý giải việc hung thủ không có động cơ hiếp dâm như giả thiết ban đầu đang gắn ghép khập khiễng cho Hồ Duy Hải, và động cơ giết người có thể là một nguyên nhân khác hẳn, từ đó sẽ mở ra hướng điều tra mới cho vụ án. Và nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã miêu tả như sau. Hiện trường vụ án bưu điện cầu voi để lại dấu dép trên mặt ghế, trên sàn nhà, nghĩa là hung thủ đã mang đôi dép này khi gây án. Đây là hình ảnh dấu dép trên mặt ghế và dấu giày trên sàn nhà gần xác nạn nhân. Nhưng hồ sơ lại thể hiện đây là đôi dép của Vân và đôi dép này rất nhỏ, áng chừng khoảng cỡ 37. Đế dép dính cơm và bún khô, mặt ghế gây án cũng có cơm và bún khô. Và bản ảnh thực nghiệm điều tra tại hiện trường, Hồ Duy Hải gây án đi chân không, chân Hải thì có cỡ 42 và mang vào cỡ 37 thì rất khó. Đây là một phát hiện chứng tỏ ngoại phạm của Hồ Duy Hải, vì cỡ chân 42 so với cỡ chân 37 là sự khác nhau về giới tính con người. Không có cảnh sát nhân nào có chân cỡ 42, xỏ dép 37 lại có thể thực hiện giết hai người trong quá trình rất nhiều động tác như thế. Cũng theo hồ sơ, Hải để dép ở bậc tam cấp phía trước bưu điện, nhưng bản ảnh thực nghiệm điều tra cho thấy Hải mang một đôi dép để trèo qua cổng rồi mới ra phía trước. Vậy ai đã mang đôi dép này để gây án? Câu hỏi được đặt ra. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh cũng ghi nhận kết quả điều tra của mình như vậy. Và nếu Hải mang đôi dép để trèo lên cổng, thì đôi dép xốp màu trắng có đường vân khớp với vết dép trên mặt ghế là của ai? Bản ảnh tại hiện trường thể hiện cái ghế xếp có phần tựa lưng đè lên ống quần phải của Vân, còn phần nệm xanh đè lên ống quần chân trái. Và chưa rõ tại sao cái ghế lại ngã xuống và nằm ở vị trí này, trên mặt ghế có dấu dép. Và khi kéo cái ghế ra để chụp hình, thì sàn gạch bên dưới mặt đệm lại có một dấu máu giống như là dấu giày. Và hình thù cái dấu này khác với dấu dép. Cả dấu vết giống dấu giày và dấu dép đều có cỡ khá nhỏ. Như chúng tôi nhận định, thì cái dấu dép, dấu giày nhỏ như thế cho thấy giới tính của hung thủ là nữ, hoặc sẽ là một nam, một nữ. Ở một tình tiết mô tả quá trình tẩu thoát của Hồ Duy Hải, nhà báo Trương Châu Hữu Danh viết tiếp như sau. Vô lý không khi Hồ Duy Hải gây án xong thì lau chùi đến mức không còn dấu vết nào, rồi khi đã thoát ra khỏi bưu điện còn cẩn thận xuống xe quay vào đóng cổng lại. Đây là hình ảnh thực nghiệm điều tra không logic với thực tế, là cánh cửa khép vào sáng sớm hôm sau theo lời khai của nhân chứng Phùng Phụng Hiếu. Nghiêm trọng hơn là lời khai của nhân chứng Phùng Phụng Hiếu đã bị rút khỏi hồ sơ cùng với các nhân chứng trực tiếp như chị Tuyền, hàng xóm, anh Long bán trái cây, anh Đinh Văn Còi, anh Lê Thanh Trí. Vậy mà mặc áo dính đầy máu lại không khoác áo gió bên ngoài, cứ để vậy phong phanh chạy ra ngoài đường. Mà ngộ thiệt ngộ, thay về đi đường về gần nhà, tức là vắng người, thì Hải lại đi ngược về hướng thị xã Tân An, sau đó phải đi ngang thị trấn Sầm Uất, Thủ Thừa để đánh cái vòng cho xa mới về đến nhà. Và câu hỏi cũng được đặt ra, tâm lý tội phạm gì mà kỳ vậy? Mà về nhà, tại sao phải qua công đoạn cất xe ở nhà dì ruột là bà Len? Ai đã mở cửa rồi mới về nhà và kêu mẹ là bà Loan mở cửa với cái áo đầy máu? Ai đã đi giặt? Câu hỏi cũng được đặt ra. Máu đỏ và rất tanh, bà Loan phải biết chứ. Tại sao không lấy lời khai của bà Loan? Nếu tuyên Hải giết người thì phải xử bà Loan tội che giấu tội phạm. Vô lý hết sức. Một ghi chú tiếp theo, nếu đi theo đường quốc lộ
từ bưu điện Cầu Voi về nhà Hải 3,8 km mà đi theo cáo trạng là tới 11 km. Vụ án bưu điện Cầu Voi, cơ quan tố tụng biến Hồ Duy Hải thành một nhân vật sạch sẽ nhất hành tinh. Trương Châu Hữu Danh viết tiếp như sau. Vào bưu điện, Hải bỏ dép ở bậc tăng cấp. Rồi, cứ mỗi lần gây án xong là Hải đi rửa dao thật sạch, sau đó cẩn thận cất dao sau tấm bảng. Gây án xong, sợ máu dính nên mang đôi dép xốp màu trắng, tức là của Vân, đi khắp nhà. Khi về nhà còn trả dép lại phòng khách. Cửa cuốn không khóa nhưng Hải sợ phiền giấc ngủ của các anh dân phòng nên Hải đi vòng phía sau rồi leo lên cổng sắt để vòng lên sân trước. Rồi lên lấy xe rồi, thay vì bỏ chạy luôn thì Hải lại đậu xe ngay chốt dân phòng, quay lại đóng cổng. Anh Phùng Phụng Hiếu khai cổng đóng nhưng không khóa, mà với hai cánh cổng này Hải đóng sẽ tốn hai nhịp. Mà kinh dị nhất là Hải lại phải lau sạch dấu vân tay, vân chân của Hải, của người khác còn nguyên ở hiện trường. Vết máu và mẫu tóc thu tại hiện trường cũng không phải của Hải. Mà Vân còn đi mua trái cây về, xe của Hải, dép của Hải còn ở ngoài sân, mà lại bỏ cổng không khóa, rồi kéo cửa cuốn kín mít là sao? Giáp lại, nó cứ sai sai và quá sai luôn. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 5, 2020 với bản tin Vụ Hồ Duy Hải, tình tiết nào để tái thẩm vụ án. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.